Sinh Trung Bề hiện tại đang có 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 10. Đội hình của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay: thủ môn số 1 Trần Như Mạnh, hàng hậu vệ gồm có Trần Đình Hoàng, Anomic Tamir, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng. Với khách đến từ Nam Định sẽ không thể có được sự phục vụ của Mai Xuân Quyết, do cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng ở trận đấu trước. Ngoài ra thì Nam Định có một cầu thủ khác, đó là trường hợp của trung phong Diego gặp phải chấn thương. Đến thời điểm này có thể nói là Sông Lam Nghệ An và chính Quang Tình sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Không có gì nguy hiểm. Người chạm bóng cuối cùng có lẽ là Hoàng Văn Khánh. Sông Lam Nghệ An hữu định. Quốc Hường phá xuất sạc. Quốc Hường một tình huống dứt điểm bất ngờ. Khắc Ngọc truyền bóng thẳng về phía khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt. Olaha, pha vào bóng của Michael Olaha. Một cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã ngã trong vòng cấm, nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Phá dứt điểm từ xa. Người đang bị đau có thể là số 9 Võ Công Toàn. Anh ngồi xuống đây. Một tình huống cao chân của Lê Văn Phú. Cơ hội dứt điểm, một cơ hội thực sự. Ba tiêu không được, hai pha dứt điểm liên tiếp. Một cơ hội hiếm có của Dương Nam Hà Nam Định. Người dứt điểm đầu tiên đó chính là Hoàng Minh Tuấn. Pha chạm bóng đáng chú ý đầu tiên sau khi cầu thủ này vào sân tay người. Khắc Ngọc đủ chuyền rất nhanh, kinh kỳ tinh tế của Khắc Ngọc. Thế Cường đánh đầu không vào. Cơ hội nguy hiểm nhất của Sông Lam Nghệ An trong hiệp thi đấu thứ hai cho đến thời điểm này, và nó đến từ pha đánh đầu của Quang Tình. Khắc Ngọc, Ola dứt điểm không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng 2 phút, và bây giờ thì Michael Ola là người trực tiếp đe dọa khung thành của Đinh Xuân Việt. Sự Nam Hà Định đã kết thúc sau 90 phút, hai đội rời sân với tỷ số là 0-0. Hôm nay là các cầu thủ Dương Nam Hà Nam Định của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã rất nỗ lực